mới có người dọn dẹp. Giàu lắm, tiền là dữ lắm quý vị. Giàu rồi họ muốn giàu thêm. Thì mấy bà cũng vậy, mấy bà những ca sĩ, những người tài tử đó, mà nổi tiếng rồi họ muốn nổi tiếng thêm nữa. Cho nên là cứ chạy theo tiền tài danh lợi nữ sắc á. Cho nên thấy họ sang họ giàu gì đó nhưng mà họ rất là khổ. Cho nên Đức Phật dạy đó ha, cái người tu á, là phải biết đủ, phải biết từ bỏ bớt tham sân si, biết đủ á, thì cái tâm á, nó mới nhẹ nhàng, nó mới khinh an ha. Rồi hơn thế nữa thì cái người tu á, là phải biết điều phục cái tâm của mình. Theo Đức Phật dạy đó thì mình phải biết niệm thân niệm tâm, mình niệm được nó là mình điều điều phục được nó. Như mình đi mình niệm đi đi ha, cái mình ví dụ người nào mà giỏi hơn nữa đó, làm chậm một chút, niệm dở bước đạp, dở bước đạp là quý vị thấy không, cái tâm mình nó điều phục được liền, kềm chế cái thân này liền. Cái thân mình nó lúc nào cũng tham sân si, vì để rồi đi cũng đi trong tâm tham, muốn đi cho nhanh nhanh nhanh, làm việc rửa chén làm gì cũng làm cho nhanh nhanh đó, đó tham. Ăn uống cũng vậy, ăn muốn ăn cho nhanh, ăn cho nhiều, ăn trong tâm tham không mà mình không biết. Cho nên cái phương pháp mà chánh niệm á, nó thì ra cái chánh niệm như theo như Đức Phật đó, gọi là tuệ tri đó, hay biết đó, tại vì nó nhanh lắm, cái tâm mình nó nhanh lắm, mình bắt không có kịp đâu. Mình nói tham ăn hay là mình đã ăn xong rồi, tham chạy hay mình đã chạy xong rồi. Thì cho nên đó, mình phải niệm đó, mình chụp nó ngay từ đầu á. Ví dụ như ăn thì mình lấy ha, biết mình lấy thôi, muốn tham tham cái mình niệm nó liền, niệm nó, thì nhờ mình biết cái cách niệm như vậy á, nó điều phục được cái tâm của mình. Thì để rồi ví dụ như người người ta gặp nhau á, ví dụ mẹ con mà lâu ngày gặp nhau nó xúc động dữ lắm, xúc động mừng rỡ, và cái người mà biết niệm á, niệm liền, thấy nè thấy nè thấy vui, niệm vui vui liền, cái nó ngưng lại chặn lại được cái sự xúc động đó. Tại vì các pháp hữu vi là nó vô thường, nó vô ngã, mình mà xúc động là khổ. Ví dụ như cái cảnh mà gia đình này có người bệnh người chết đi, nếu mà người mà có chánh niệm, thí dụ như nghe tin con mình bệnh, tự nhiên cái tâm lo nó sanh lên liền, lật đật chạy đi thăm liền ha, thăm. Nếu mà cái người mà người ta biết, người ta niệm liền, nghe nó ngưng lại liền, lo cái niệm lo này ngưng lại liền. Tại vì thật ra các pháp nó không có dữ dằn như mình nghĩ đâu. Nhiều người lăng xăng chạy chạy mua vé máy bay rồi bay tới nơi thấy con mình nó cũng không có gì là dữ dội hết, thì vì nó mất thời gian mất tiền mất của, đi tới nơi là thấy mọi chuyện nó bình thường. Cho nên phải biết điều ngự, địa phải điều phục cái tâm mình bằng cách là chánh niệm á. Niệm cái tâm mình hay lắm, ví dụ nhớ quá khứ mình niệm nhớ nè, chứ không á, mình nhớ một cái chuyện xấu nào đó đi, người ta giúp mình chẳng hạn, rồi bây giờ mình hồi đó người ta giúp mình rồi mình nổi sân với người ta, bây giờ mình nhớ lại cái mình hối hận, thì thay vì niệm nhớ nè thấy nó sanh nó diệt, mình tâm mình nó bình yên ha. Còn cái người mà không có niệm á, để cho nó nhớ rồi nó ngồi rồi nó hối hận hối tiếc rồi nó sầu bi khổ não, rồi trong mong ước mong gì gặp lại đó để xin lỗi, u cha nó làm một cái dọc dài gì đó, phiền não khổ đau dữ lắm. Cho nên cái người mà biết điều phục á, niệm liền ngay từ đầu, nhớ nè nhớ 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 nó hết liền. Hay lắm ha.
À, cho nên trong cái bài kinh này đó Đức Phật dạy là cái người nào mà biết điều phục tâm và điều phục được thân là người đó làm chủ được thân, chủ được tâm, là người đó sẽ được định tĩnh ha. Tại vì người đó hiểu rồi, hiểu được các pháp hữu vi nó là vô thường, khổ, vô ngã, cái gì nó đến nó đi à, các pháp nó đủ duyên nó sanh, hết duyên nó diệt à. Ừ. Cho nên nó hay cái chỗ đó ha. À, thì tới đây là quý vị nghe được cái phẩm điều phục và không điều phục ha. Tức là người mà không biết điều phục thân, không biết điều phục tâm á, người đó sẽ bị bất lợi, bị khổ đau. Tức là do tham sân si nó làm chủ, nó chi phối, nó sai xử mình, sai khiến mình, làm cho mình đau khổ. Còn ngược lại, người nào mà biết điều phục thân tâm thì người đó có trí tuệ, tức là thấy được các pháp hữu vi nó là vô thường, vô ngã, người đó không có chấp thủ, ta điều phục được cái tâm mình thì người đó sẽ có lợi lợi ích lớn, tức là người đó được định tĩnh, được an vui ha, được giải thoát. À, bây giờ là 9:15 rồi. Chín giờ 15 rồi. À, để đọc thêm một phần nữa ha. Tức là cái tâm của mình á, phải đặt đúng đúng hướng. Ừ, đúng hướng thì theo như Đức Phật ví dụ nè. Ví dụ này các tỳ khưu, sợi râu của lúa mì hay sợi râu của lúa mạch đặt sai hướng, khi tay hay chân đè vào có thể đâm thủng, hay tay chân có thể bị chảy máu. Sự tình này không thể xảy ra vì cớ sao? Này các tỳ khưu, vì sợ râu đặt sai hướng, tức là râu tóc á, vì nhớ cái bắp á, bắp nó có mấy cái sợi râu á, ha, đặt sai hướng. Cũng vậy này các tỳ khưu với tâm bị đặt sai hướng có thể đâm thủng vô minh, làm cho sinh khởi, có thể chứng được niết bàn. Sự tình này không thể xảy ra vì cớ sao? Vì tâm vị ấy đặt sai hướng. Ừ. Còn ngược lại nha, này các vị tỳ khưu, các sợi rau bắp hay sợi rau của lúa lúa mạch được đặt đúng đúng hướng, khi tay chân đè vào có thể đâm thủng tay chân, có thể làm cho đổ máu. Sự tình này có thể xảy ra vì cớ sao? Này các tỳ khưu, sợi râu được đặt đúng hướng cũng vậy. Này các tỳ khưu ví tâm được đặt đúng hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm cho sanh khởi, chứng đạt niết bàn. Sự tình này có thể xảy ra vì cớ sao? Này các tỳ khưu, vì tâm được đặt đúng hướng. Nhưng mà tâm được đặt đúng hướng á, ví dụ đặt đúng hướng là tâm mình nhất hướng niết bàn. Người tu á là tâm mình phải nhất hướng đến đạo quả. Nếu mà mình đặt đặt đúng hướng rồi đó thì mình tu tập và tu theo, ví dụ như Đức Phật dạy giới định tuệ ha, hoặc là bố thí giữ giới định tuệ, hoặc là tu theo 10 pháp ba la mật nha. 10 pháp ba la mật đó là bố thí nè, giữ giới nè, xuất gia tâm từ tâm xả, tức là tâm mình đặt đúng hướng rồi đó, là tức là mình tu theo đúng với chánh pháp, đúng theo lời dạy của Đức Phật thì mọi phiền não nó được đoạn trừ. À, là mình có trí tuệ và đến với đạo quả niết bàn. Còn ngược lại ha, ngược lại nếu mà tâm mình đặt không đúng hướng là mình sẽ đi sai. Thời buổi bây giờ nó rất là nhiều, có nhiều người họ tu sai lắm quý vị.
họ tu mà họ luyện luyện bùa, luyện chú ha, rồi họ tu theo những vị thần đó, tu theo những vị thần. Thì đối với mình á thì họ có những cái oai lực hơn mình thiệt, tức là họ dùng bùa chú họ có thể dụ dỗ mình được ha. Người biết có nhiều người bị mất tiền dữ lắm, tại vì họ nói họ có quyền năng quyền lực á, họ nói họ khiến cho cái người đó mê họ ha, rồi cúng tiền dữ lắm quý vị. Mấy mấy người đó giàu lắm. Tại vì họ có cái bùa họ có bùa nói nha. Có nhiều người họ có cái bùa nói đó, họ nói làm cho người ta si mê, họ tin theo họ dữ lắm. Có nhiều người dùng ngải rồi đó. Mà cái đó thì trước mắt thì nó có lợi đó. Nó có lợi, nói người ta nghe, người ta theo, người ta cúng mình. Nhưng khi mà cái phước mà nó hết rồi đó, tức là người ta dùng bùa dùng chú, người ta sai khiến những quỷ thần đó, mà quỷ thần tức là mình hết quyền lực rồi đó, thì cái quỷ thần nó bỏ mình rồi đó, thì cái người đó nó sẽ bị hành lại nha, bị quật. Thành ra phải tu đúng pháp, tu đúng pháp. Phải, mà muốn tu đúng pháp á, thì phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thấy được cái pháp vô vi là khổ, là vô thường, khổ vô ngã, đừng có theo người ta nói hay cách mấy nữa cũng đừng có mê. Con người mình hay yếu cái chỗ đó, mình nghe mấy ông pháp sư mà mấy cái ông mà có bùa họ nói hay quá họ là mình mê mê theo họ, chạy theo họ, bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ con chạy theo họ, bao nhiêu tiền bạc cúng hết, tới chừng họ hưởng hết rồi cái họ bỏ mình, cái mình trắng tay đau khổ. Cho nên nếu mà mình học mình biết đúng pháp á, nó là cái pháp hữu vi, nó là tham sân si, cái nào mà tham sân si mình đừng có dính đó, dễ lắm quý vị. Dễ bị lắm, mà ở chùa xưa cũng bị đó. Rồi ông thầy cả của sư á, cho những người đó vô ở tu, lúc đầu họ nói chuyện hay lắm. Họ nói là đến đây họ tu rồi họ cùng với thầy cả để mà hoằng dương giáo pháp thôi, không có trục lợi. Nhưng mà sau một thời gian đó thì họ nói cũng hay lắm, cho nên bao nhiêu Phật tử đam mê theo họ, nghe theo họ, nghe một cách thì thầy cả thì dạy đúng pháp, dạy đúng pháp thì cái khổ một cái đó, cái người mà dạy đúng pháp tức là thấy được chân lý tứ diệu đế, phải không? Khổ, nguyên nhân khổ, khổ và bát chánh đạo. Cái chúng sanh mình nó mới có họ thấy khổ cái họ sợ, họ muốn họ nghe cái gì dễ dễ họ bỏ. Nhưng mà mình ngồi mình tu mình niệm thấy thân thấy tâm mình á, thấy ví dụ như mình thấy thân là sanh lão bệnh tử, thấy tâm mình là phiền não khổ đau, đó đó là sự thật, đó là chân lý thứ nhất đó, thì mình phải tu theo bát chánh đạo để mình tìm hiểu cái nguyên nhân của nó. Nó là do vô minh nè, do tham ái, do chấp thủ, nó làm cho mình đau khổ, do nghiệp. Thì đó mình tu như vậy thì nó khó, nó khó, nó trật lên trật xuống hoài. Nhưng mà nó khó, nhưng mà nó là chân lý, nó là sự thật. Trong khi đó mấy người mà người ta nói tu theo theo tôi đi, tu theo đường tắt, tu đường đường tắt đi, anh ta dạy cho mình tưởng tượng ông thần này, tưởng tượng ông thần kia, mình để mình có vua, có lực á, có quyền, có lực á. Nhưng mà mấy mấy cái đó là tà pháp. Cho nên vì cái lòng tham á, vì cái lòng si mê đó,
nhiều người bỏ chánh pháp đi theo tà pháp gì đó. Trong trong khi đó cái gì mà phải tu tập cái gì quán thân quán tâm á, là quý vị thấy nó khổ, đúng, nó khổ thiệt, sanh sanh lão bệnh tử là khổ thiệt, khó chịu thiệt. Nhưng mà Đức Phật dạy mình phải khéo như lý tác ý, tức là mình phải nghĩ thiện nha, mình tu theo lời Phật dạy, mình học kinh rồi hành theo lời Đức Phật dạy, thì từ từ cái mình ngộ ra, sáng ra, mình đoạn phiền não. Còn khi mà đoạn trừ được phiền não á, thì cái hỷ lạc định nó phát sanh. Thì cái đạo Phật là nó hay là hay cái chỗ đó đó. Cái niềm vui của đạo Phật á, là không tham, không sân, không si. Còn còn chúng sanh á, lòng tham lợi ha, rồi chạy theo những cái pháp tu của ngoại đạo á, rồi bị đau khổ. Nhiều người đem hết tiền của cúng cho họ, cúng cho ông thầy đó, tới chừng cái hết tiền hết của là bị ông thầy cũng giả lờ, cũng lờ tránh, lúc đó sân si lên. Sân si nó còn tăng 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 thêm ha. Cho nên ở đây Đức Phật dạy đó, thứ nhất á, ví dụ là tham sân si là người đó phải 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 biết điều phục nó ha, phải biết buông bỏ nó. Còn người người nào mà chấp thủ á, người đó sẽ bị đau khổ. Người nào mà tu đúng pháp và đoạn tận được phiền não á, thì người đó sẽ có lợi ích lớn ha. Cho nên vấn đề phải học kinh nè, giữ giới đó. Vì nhớ khi mà Đức Phật Niết Bàn đó, đệ tử của ngài hỏi đó, bạch ngài, khi mà ngài ngài tịch rồi, chúng con lấy ai làm thầy? Đức Phật mới lấy kinh luật làm thầy đó, lấy kinh luật làm thầy. Cho nên mình phải học kinh. Kinh là lời dạy của Đức Phật, mình cứ học học tới học lui hoài gì đó ha. Từ từ nó thấm thấm thấm, từ từ nó thấm vô đó thì phiền não nó được đoạn trừ ha. Tức là mình tu mình có trí tuệ, nó đoạn trừ phiền não thì mình được an vui giải thoát. Rồi mời cô Từ Mẫn tụng kinh nha. Sau đó rồi kính mời ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Thành Tâm. Dạ, con kính chào ông Năm bà Năm và quý đạo hữu trong đạo tràng. Con con xin đọc lại đọc kinh và bạch sư, con xin đọc kinh Thỉnh Chư Thiên. Bạch sư, ý bạch sư muốn con đọc kinh Thọ Tam Quy Ngũ Giới. Dạ bạch sư, dạ bạch sư đánh lên cho con biết. Dạ Nam Mô Bổn Sư. Dạ 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 cảm ơn cô Duyên ạ. Cô Duyên, Sakkhe kame cha rupe virisikara tate chang tarinkhe vimane ri vipe rakthe cha game taruana gahane
ha quanh thum hi khách tê phụm ma cha văn tu đê hoa gia la tha la quy sa mê giặc tha găng thấp ba na ga tịnh thăng ta sẵn tỳ kê dặn mu ni qua đa qua cha năng xa pha vô mê su nành tu thầm mắt xa ba na ca lô a dâm pha đánh ta thầm mắt xa ba na ca lô a dâm pha đánh ta đạm mắt xa ba na ca lô a dâm pha đánh ta nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa Iti piso Phara wa arahang sammasambuddho Vicca charana sambandho Sugato lokavidu Anuttaro purisa dhammasarathi Satthadeva manussanang buddho Phagavati Swakato Phagavata Thammo Sandittiko Akariko Ehipasiko Obanayiko Bhakchatang Vedi Tappo Vinyuhiti Supatipanno Phagavato Sāvakasaṅkho Ucchupatipanno Phagavato Sāvakasaṅkho Nyājapatipanno Già đi đăng chân ta ri bù ri sa yu ga ni Ác tha bù ri sa bục ga la Ê sa pha ga wa tô sa wa ca sang khô Ác ba hù nây vô Đặng khi nây vô Anh cha li ca ra ni vô Anuttarang bunyang kettang lokasati Vandami cheti yang sabbang sabbatane subha tinthitang Bari rikasa tu maha bhoting Buddha rupang Vandami cheti yang sabbang sabbatthane subha tinthitang Sari rikatha tu maha bhoting Buddha rupang sakalang sada Dạ Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ con kính sư, dạ con kính Quy Đạo Tràng, con đã đọc xong bài thỉnh Pháp Sư. Dạ con không biết sư quy niệm. Dạ, sư quy niệm đã vào lớp. Dạ con xin cúi đầu đảnh lễ sư quy niệm. Dạ con xin đọc truyền Tam Quy và Ngũ Giới. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ thú con xin sám hối với đạo tràng. Ukasa ma văn phành tê quy sung rắc kha nắc tha dạ ti sa ra nê
Nastahabanchasilanijacama. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ và hành theo cho được sự lợi ích. Dutiyambi mayang phanh tê quy sung rakkhanantha yatisarane nasahabanchasilanijacama. Bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ và hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tapiyam vi ma văn hoành tê quy sung rằng ca năng tha dạ tỳ sa ra nê a ha ban cha si la ni gia cha ma. Quá đại đức, chúng con xin quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ và hành theo cho được lợi ích lần thứ hai. Dạ nam mô bút tha dạ. Con kính cung thỉnh bàn tay sư quy niệm, con xin dâng mít đến sư ạ. Nam mô bút tha dạ. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tadiyampi buddhang saranang gacchami, tadiyampi dhammang saranang gacchami, tadiyampi sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính quy Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, lòng thành kính xin, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Bụt thăng sa ra năng gạch cha mi thăm măng sa ra năng gạch cha mi sang hăng sa ra năng gạch cha mi đu ti dâm bị bụt thăng sa ra năng gạch cha mi đu ti dâm bị thăm măng sa ra năng gạt cha mi đô ti dâm bi sang sa ra năng gạt cha mi ta ti dâm bi thăng sa ra năng gạt cha mi ta ti dâm bi thăm măng sa ra năng gạt cha mi ta ti dâm bi sang hằng sa ra năng gạt cha mi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ra Qua đó. Ngài là bậc Á Ra Hăng cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ra Qua đó. Ngài là bậc Á Ra Hăng cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ra Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Vì saranagaranam paripunnam phép quy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu panatipata veramani sikkhapadang samariyami con xin vâng giữ điều học là của chúng sa sự sát sanh adinadana veramani sikkhapadang samariyami con xin vâng giữ điều học là của tránh xa sự trộm cắp kame sumicchachara veramani sikkhapadang samariyami con xin vâng giữ điều học là của tránh xa sự tà dâm Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Sura Meraya Maicha Mappatma Dattana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Banati bata varamani sikha badang samadhiyami adinna dana varamani sikha badang samadhiyami kamesu micchachara varamani sikha badang samadhiyami musavada varamani sikha badang samadhiyami Sura meraya maya bama dathana veramani sikha badang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và dùng các chất say. Dạ, sau đây con tất cả con lắng tâm thanh tịnh xin sám hối đọc sám hối Phật pháp tăng cùng con ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Phật ta mang ghê na văn đề hăng ba đang sung hòa rung ta mang bụt thề vô khả lý tô đô sô bụt thô khả ma tu tăng ma mang con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ quy trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ut ta mang ghê na văn đề hăng đam man cha đu vi thăng hòa răng đam mê vô khả lý tô đô sô đam mô khả ma tu tăng ma măng con xin hết hồng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ut ta mang ghê na văn đề hăng sang hân cha đu vi thôn ta mang sang ghê vô khả ri tô đô sô sang khô khả ma tu tăng ma mang con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Dạ, sẵn con kính Nguyên Trang, em có trước máy không? Em có nghe được yêu chị Bi Quang Hỷ đọc bài Thỉnh Pháp Sư
Đang mời sư thỉnh không? Xa thú, xa thú. Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Huy Niệm, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con cảm ơn Sức Huệ Ngọc đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con xin thỉnh Pháp Sư ạ. À. Dạ con thấy thời gian mình không còn nhiều, con xin thỉnh ngắn gọn ạ. À. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn nằm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thịnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Huy Niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay tiểu bộ kinh Mi Linh Đáp Vấn Đáp. Và dạ, con kính dâng mic lại cho sư ạ. Và dạ, con xin xuống mic ạ. Kính lại từ Đức Thật Tâm cùng chị Công Đức, xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học qua bài mới, đó là phần câu hỏi về sự xuất gia của Devadatta. Thì trong phần này chúng ta sẽ được biết về nguyên nhân tại sao Đức Thế Tôn ngài cho Devadatta xuất gia. Dầu biết rằng với sự xuất gia này á, thì sau này ở trong hội chúng Devadatta sẽ gây ra những cái bất lợi cho tăng đoàn, cũng như có những sự mạo phạm đến Đức Phật. Tuy nhiên ngài vẫn tiếp nhận Devadatta trong thời gian ban đầu để cho vị ấy được xuất gia và tu tập. Hôm nay chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn và thấy được cái tính cách độc đáo, cũng như trong phần bài học này mình sẽ nhìn ra được một cái khía cạnh về nhân duyên của chúng ta trong cuộc sống này. Nó rất là phức tạp, khó có thể mà làm rõ được nếu như mà không có cái sự can thiệp của trí tuệ để mà xác định. Rồi bây giờ thì sư mời cô Nguyên Trang đọc giùm sư cái phần chánh văn, cũng khá dài nhưng mà thôi không sao đâu. Nếu như cái thời gian còn lại bao nhiêu thì sư sẽ cố gắng cô đọng lại những cái điểm cần thiết nhất để làm rõ cho cái bài học là vừa đủ. Rồi bây giờ thì sư mời cô Nguyên Trang. Một bức thầy ạ. Nam mô Bức Thầy ạ. Dạ con Nguyên Trang, và dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc phần chánh văn. Câu hỏi về sự xuất gia của Devadatta. Một, thưa ngài Dagasena, do vị nào mà Devadatta đã được xuất gia? Tâu đại vương, sáu vương tử dòng sắc đế lỵ này là Phá Đí Giá, Anuruddha, Ananda, Phá Gú, Kim Bí Lá, Devadatta và người thợ cạo Upa Lý là thứ bảy khi bậc đạo sư đã đắc thành chánh đắc, chánh đẳng giác. Trong việc đem lại nỗi vui mừng do dòng họ sắc giá,
Những vị ấy đã ra đi theo Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã cho những vị ấy xuất gia. Thưa Ngài, có phải Devadatta sau khi xuất gia đã chia rẽ hội chúng? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Devadatta sau khi xuất gia đã chia rẽ hội chúng. Không phải người tại gia chia rẽ hội chúng. Không phải tỳ khu ni, không phải vị ni tu tập sự, không phải vị sa di, không phải vị sa di ni chia rẽ hội chúng. Vị tỳ khu bình thường cùng chung sự đồng cộng trú, đứng cùng chung ranh giới, chia rẽ hội chúng. Hai, thưa Ngài, người đã chia rẽ hội chúng phạm vào nghiệp gì? Tâu Đại Vương, phạm vào nghiệp liên quan đến việc chịu đựng một kiếp. Thưa Ngài Nagasena, vậy có phải Đức Phật biết rằng Devadatta sau khi xuất gia sẽ chia rẽ hội chúng? Sau khi chia rẽ hội chúng thì sẽ bị nung nấu ở địa ngục một kiếp. Tâu Đại Vương, đúng vậy. Đức Như Lai biết rằng Devadatta sau khi xuất gia sẽ chia rẽ hội chúng. Sau khi chia rẽ hội chúng thì sẽ bị nung nấu ở địa ngục một kiếp. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Phật biết rằng Devadatta sau khi xuất gia sẽ chia rẽ hội chúng, sau khi chia rẽ hội chúng bị nung nấu ở địa ngục một kiếp. Thưa Ngài Nagasena, như thế thì điều đó nói rằng Đức Phật đấng bi mẫn, bậc thương xót, vị tầm cầu lợi ích, sau khi xua đi điều bất lợi, thì đem đến điều lợi ích cho tất cả chúng sanh đấy. Nếu Ngài không biết điều ấy, rồi đã cho xuất gia, như thế thì Đức Phật là không toàn tri. Câu hỏi này có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài. Xin Ngài hãy tháo gỡ mối rối to lớn này. Hãy đánh đổ học thuyết của những kẻ khác. Trong ngày lai, xa xăm, những vị tỳ khưu có sự giác ngộ tương đương Ngài sẽ khó đạt được. Trong trường hợp này, xin Ngài hãy bày tỏ năng lực của Ngài. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn là bậc đại bi và là đấng toàn tri. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn, trong lúc xem xét cảnh giới tái sanh của Devadatta với lòng bi mẫn và trí toàn tri, đã nhìn thấy Devadatta sau khi tích lũy nghiệp đưa đến trôi nổi luân hồi từ địa ngục đến địa ngục, từ đọa xứ đến đọa xứ trong nhiều trăm ngàn cô tí kiếp. Đức Thế Tôn sau khi biết được điều ấy bằng trí toàn tri rằng nghiệp đã được làm, không có giới hạn của người này, nếu được xuất gia trong giáo pháp của ta sẽ trở thành có giới hạn, khổ liên quan đến việc trước sẽ trở thành có giới hạn, còn không được xuất gia thì kẻ rồ dại này sẽ tích lũy nghiệp kéo dài trọn kiếp. Vì lòng bi mẫn, Ngài đã cho Devadatta xuất gia. Thưa Ngài Nagasena, như thế thì Đức Phật gây tổn thương rồi thoa dầu, làm rơi xuống vực thẳm rồi đưa tay kéo lên, làm cho chết rồi tìm kiếm mạng sống, là việc Ngài ban cho sự khổ đau trước rồi đem lại sự an lạc sao? Tâu Đại Vương, Đức Như Lai dẫu có gây tổn thương cũng vì lợi ích cho chúng sanh, dẫu có làm rơi xuống cũng vì lợi ích cho chúng sanh, dẫu có làm cho chết cũng vì lợi ích cho chúng sanh. Tâu Đại Vương, Đức Như Lai gây tổn thương rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuống rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm cho chết rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh. Tâu Đại Vương, giống như mẹ cha gây tổn thương, làm rơi xuống, làm đem lại lợi ích cho những người con. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai gây tổn thương cũng vì lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuống cũng vì lợi ích cho chúng sanh, làm cho chết cũng vì lợi ích cho chúng sanh. Tâu Đại Vương, Đức Như Lai gây tổn thương rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuống rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm cho chết rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh. Với bất cứ cách thức nào,
có sự tăng trưởng, các đức hạnh cho chúng sanh, thì Ngài đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh bằng cách thức ấy. Tâu Đại Vương, nếu Đức Như Lai không cho Đê Quá Đát Tá xuất gia, thì Đê Quá Đát Tá, trong khi là người tại gia, sẽ làm nhiều nghiệp ác dẫn đến địa ngục. Trong khi trôi nổi từ địa ngục này đến địa ngục, từ đọa xứ này đến đọa xứ trong nhiều trăm ngàn tô cô tiết kiếp, sẽ cảm thọ nhiều khổ đau. Đức Thế Tôn, trong khi biết được điều ấy, vì lòng bi mẫn đã cho Đê Quá Đát Tá xuất gia, nghĩ rằng đối với người đã được xuất gia trong giáo pháp của ta thì khổ đau sẽ trở thành có giới hạn. Vì lòng bi mẫn mà Ngài đã làm vơi nhẹ nỗi khổ đau trầm trọng. Tâu Đại Vương, hơn nữa, giống như người đàn ông có năng lực, nhờ vào năng lực về tài sản, tiếng tăm, danh vọng và sự thân thiết, sau khi nhìn thấy bà con hoặc bạn bè của mình đang chịu hình phạt nặng nề với đức vua, liền làm vơi nhẹ nỗi khổ đau trầm trọng của người ấy, nhờ vào điều kiện có nhiều sự thân thiết và khả năng của bản thân. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn sau khi cho Đê Quá Đát Tá là người sẽ bị cảm thọ khổ đau nhiều trăm ngàn cô tiết kiếp. Xuất gia đã làm vơi nhẹ nỗi đau trầm trọng nhờ vào điều kiện và năng lực về khả năng của giới định tuệ và giải thoát. Tâu Đại Vương, hơn nữa, giống như người thầy thuốc phẫu thuật thiện xảo, nhờ vào năng lực của phương thuốc mạnh làm vơi nhẹ căn bệnh trầm trọng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn là vị có năng lực về lòng bi mẫn, có sự hiểu biết về tu tập, sau khi cho Đê Quá Đát Tá là người sẽ bị cảm thọ khổ đau nhiều trăm ngàn cô tí kiếp. Xuất gia đã làm vơi nhẹ nỗi khổ đau trầm trọng nhờ vào năng lực của phương thuốc cứng rắn của giáo pháp. Tâu Đại Vương, phải chăng Đức Thế Tôn ấy, trong khi làm cho Đê Quá Đát Tá đáng lẽ bị nhiều cảm thọ khổ, chỉ vì ít cảm thọ khổ lại tạo ra nhiều vô phước nào đó? Thưa Ngài, không tạo ra nhiều vô phước nào, dầu chỉ là chút ít khuấy động. Tâu Đại Vương, Ngài hãy chấp nhận lý do này theo ý nghĩa mà với lý do ấy Đức Thế Tôn đã cho Đê Quá Đát Tá xuất gia. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do này Đức Thế Tôn đã cho Đê Quá Đát Tá xuất gia. Tâu Đại Vương, giống như những người bắt được kẻ trộm phạm tội thì trình lên đức vua rằng: Tâu bệ hạ, kẻ phạm tội này là thuộc về bệ hạ. Đối với kẻ này, xin bệ hạ hãy ra lệnh thành phạt mà bệ hạ muốn. Đức vua có thể nói về kẻ ấy như vậy: Này các khanh, như thế thì hãy đưa kẻ trộm này ra ngoại thành rồi chém đầu ở bãi hành quyết. Tâu bệ hạ, xin vâng. Vâng, lệnh đức vua. Những người ấy đã đưa kẻ ấy ra ngoại thành rồi dẫn đến bãi hành quyết. Một người đàn ông nào đó là người đã đạt được ân huệ từ đức vua, đã đạt được danh tiếng, tài sản, của cải, có lời nói được chấp nhận, có năng lực, có hành động theo ý thích. Nhìn thấy kẻ ấy, người ấy khởi tâm bi mẫn đến kẻ trộm ấy, nên đã nói với những người ấy như vậy: Này các ông, thôi đi, các ông được gì với việc chặt đầu của người này? Này các ông, chính vì điều ấy, các ông hãy chặt tay hoặc bàn chân của người này và hãy duy trì mạng sống cho gã. Ta sẽ trình tấu đến đức vua lý do của việc này. Những người ấy, do lời nói của người có năng lực ấy, có thể chặt tay hoặc bàn chân của kẻ trộm ấy và duy trì mạng sống cho gã. Tâu Đại Vương, phải chăng người đàn ông ấy với hành động như vậy là có thể hiện trách nhiệm đối với kẻ trộm ấy? Thưa Ngài,
Người đàn ông ấy là người ban cho mạng sống của kẻ trộm. Khi mạng sống đã được ban đến gã, thì có điều gì gọi là không được làm cho kẻ ấy? Tuy nhiên, về cảm thọ trong việc chặt tay chân của kẻ ấy, không lẽ người ấy không tạo ra điều vô phước nào cho cái cảm thọ ấy? Thưa Ngài, kẻ trộm ấy cảm nhận cảm thọ khổ, đau do việc đã làm của mình. Còn người đàn ông là người ban cho mạng sống, không tạo ra điều vô phước nào cả. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn đã cho Đê Quá Đát Tá xuất gia, nghĩ rằng, đối với người đã được xuất gia trong giáo pháp của ta, thì khổ đau sẽ trở thành có giới hạn. Tâu Đại Vương, và khổ đau của Đê Quá Đát Tá đã trở thành có giới hạn. Tâu Đại Vương, Đê Quá Đát Tá vào thời điểm chết đã đi đến việc nương nhờ khi còn sống, nói rằng, với những khúc xương này, với các sanh mạng, tôi đi đến nương nhờ Đức Phật, nhân vật cao cả ấy, vị trời vượt trội, các vị trời, đấng điều ngự trượng phu. Bậc nhìn thấy toàn diện và đặc điểm của trong phước báo. Tâu Đại Vương, trong kiếp trái đất gồm sáu, thì Đê Quá Đát Tá đã chia rẽ hội chúng khi giai đoạn thứ nhất đã trôi qua. Sau khi bị nung nấu trong năm giai đoạn còn lại, rồi từ đó sẽ được giải thoát và sẽ trở thành vị độc giác Phật tên Atthisara. Tâu Đại Vương, phải chăng Đức Thế Tôn với hành động như vậy là có thể hiện trách nhiệm đối với Đê Quá Đát Tá? Thưa Ngài Nagasena, đối với Đê Quá Đát Tá, Đức Như Lai là việc ban bố tất cả, là việc Đức Như Lai sẽ khiến cho Đê Quá Đát Tá đạt được quả vị độc giác Phật. Còn có điều gì đã không được làm bởi Đức Như Lai đến Đê Quá Đát Tá? Tâu Đại Vương, vả lại, việc Đê Quá Đát Tá sau khi chia rẽ hội chúng, rồi cảm thọ khổ, đau ở địa ngục. Tâu Đại Vương, phải chăng Đức Thế Tôn do nhân ấy có thể tạo ra điều vô phước nào đó? Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, Đê Quá Đát Tá bị nung nấu ở địa ngục, một kiếp do việc đã làm bởi bản thân. Bậc đạo sư là người đã làm cho khổ đau trở thành có giới hạn, không tạo ra điều vô phước nào. Tâu Đại Vương, Ngài hãy chấp nhận lý do này theo ý nghĩa. Mà với lý do ấy, Đức Thế Tôn đã cho Đê Quá Đát Tá xuất gia. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa. Mà với lý do này, Đức Thế Tôn đã cho Đê Quá Đát Tá xuất gia. Tâu Đại Vương, giống như người thầy thuốc phẫu thuật thiện xảo, trong khi làm êm dịu vết thương, bị tác động dữ dội bởi gió, mật, đàm đã tụ hội lại, bởi sự thay đổi của thời tiết, bởi sự châm non không đều đặn, bị xông lên mùi hôi thối của tự thi ô uế. Có mũi nhọn bên trong tạo thành lỗ hổng, bị gặp đầy máu ứ, đành phải bôi miệng của vết thương bằng một loại thuốc sần sùi, xót xa, nhức nhối, đau đớn. Trong khi làm chín mùi vết thương bằng cách thức này được mềm mỏng bằng dao, sau đó nung nấu với cách thanh dẹp, rồi cho chất sát trùng vào vết thương ở chỗ đã được nung nấu, sau đó bôi thuốc đã làm lành vết thương nhằm đạt đến trạng thái tốt lành cho người bị bệnh. Tâu Đại Vương, phải chăng người thầy thuốc phẫu thuật ấy có tâm không tốt nên mới bôi thuốc mổ ra bằng dao, đốt nóng với cái thanh dẹp, rồi cho chất sát trùng vào vết thương? Thưa Ngài, không đúng. Người thầy thuốc có tâm tốt, có lòng mong mỏi điều tốt lành nên mới làm những hành động ấy. Vậy thì các cảm thọ khổ đau nào đã sanh lên do hành động, việc làm và thuốc men đối với người ấy?
Do nhân ấy, người thầy thuốc phẫu thuật ấy có tạo ra điều vô phước nào không? Thưa Ngài, người thầy thuốc phẫu thuật có tâm tốt, có lòng mong mỏi điều tốt lành, nên mới làm những hành động ấy. Làm sao người ấy, do nhân ấy, lại có thể tạo ra điều vô phước? Thưa Ngài, người thầy thuốc phẫu thuật ấy là người sanh về cõi trời. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn vì lòng bí mẫn đã cho Devadatta xuất gia nhằm thoát khỏi khổ đau. Tâu Đại Vương, hắn nghe thêm lý do khác nữa. Mà với lý do này, Đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. Tâu Đại Vương, giống như một người nam bị đâm bởi cây gai, rồi một người nam khác có tâm tốt, có lòng mong mộ tốt lành, mới cắt xung quanh vết thương bằng cây gai nhọn hoặc bằng mũi dao, rồi lấy cây gai ấy ra nhờ vào lượng máu đang bị phun ra. Tâu Đại Vương, phải chăng người nam ấy có tâm không tốt nên mới lấy cây gai ấy ra? Thưa Ngài, không đúng. Người nam ấy có tâm tốt, có lòng mong mỏi điều tốt lành nên mới lấy cây gai ấy ra. Thưa Ngài, nếu người nam ấy không lấy cây gai ấy ra, do điều ấy người kia có thể gánh chịu sự chết hoặc khổ đau gần như chết. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai vì lòng bi mẫn đã cho Devadatta xuất gia nhằm thoát khỏi sự khổ đau. Tâu Đại Vương, nếu Đức Thế Tôn không cho Devadatta xuất gia, thì Devadatta có thể bị nung nấu ở địa ngục liên tiếp nhiều đời, sống thậm chí cho trăm ngàn cô tí kiếp. Thưa Ngài Nagasena, Đức Như Lai đã đưa Devadatta, kẻ có sự bị cuốn trôi theo dòng nước và đạo lộ, đã ban cho Devadatta, kẻ đã được rơi vào vực thẳm chỗ đứng, đã đưa Devadatta, kẻ bước đi ở chỗ gập ghềnh, đến nơi bằng phẳng. Thưa Ngài Nagasena, không thể nhìn nhận những nhân tố này và những lý do này bởi người nào khác ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là Ngài vậy. Câu hỏi về sự xuất gia của Devadatta là thứ ba. Dạ, kính sư, con đã đọc xong phần chánh kinh. Dạ, sau đây con kính thỉnh sư Huy Niệm từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học cho chúng con ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính cung thỉnh bàn tay của sư. Dạ, con xin xuống mít ạ. Sa thú, sự cảm ơn của Nguyên Trang. Thưa quý vị, sư sẽ trình bày cho quý vị về ba điều. Và thông qua ba điều này là những điểm mà sư thấy rằng nó được xem như là nó cốt lõi ở toàn bộ trong những cái lời giải thích của Ngài Nagasena. Và nếu như mà chúng ta hiểu được những cái điểm trọng yếu thì lúc bây giờ sự phân vân về cái câu hỏi của Đức Vua nêu lên mình sẽ không có thấy có cái sự chống trái với nhau một chút nào hết. Nó rất là rạch ròi, đầu ra đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta là sư trước khi trình bày sư làm lễ tam bảo chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán đứng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo Đức Thế Tôn thuyết giảng. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn đức tăng bậc được sự truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý. Điều thứ nhất, ở đây mình cần lưu tâm, đó là có những cái trường hợp chúng ta phải phân biệt rõ ràng trắng đen về thiện hay bất thiện, để mà mình không có bị hoang mang và tin tưởng vào những cái thiện ý của bản thân mình. Vì rằng nếu như mà không hiểu rõ, có thể
sẽ bị hoài nghi về chính mình, cho dù trong lúc đó mình làm cái chuyện đó là với một cái thiện ý chứ không phải là một cái ác ý. Trong cái mối tương quan của con người với nhau trong cuộc sống thật sự là rất là phức tạp về nhân duyên, thật sự là như vậy chú quý vị. Bởi vì hai cái khía cạnh của pháp thiện và ác đó, và quả vui và khổ đó, nó hòa quyện, nó đang xen vào nhau, nó rất là rối. Đức Phật ngài đã dạy về duyên sinh và duyên hệ thưa quý vị, thì 24 duyên nó rối như cái tổ kén vậy đó. Nó có cái sự liên hệ với nhau ở trong đó. Có những trường hợp đó, quý vị nghe kỹ nha, cái phần đầu này nó rất là quan trọng. Có những trường hợp mà một thiện ý của mình nó cũng đóng vai trò một phần nào đó về duyên để tạo nên một cái ác hạnh hay một cái đau khổ sau đó. Chúng ta nên nhớ. Và ngược lại, đôi lúc cũng với một cái ác ý, nhưng mà nó cũng đóng vai trò là một cái phần nào đó, một phần tử để tạo nên cho một thiện hạnh và một hạnh phúc sau đó. Thật sự là như thế. Nhưng mà điều mà chúng ta phải phân biệt rạch ròi, không thể vì cái lý do đó mà mình đổi trắng thay đen được. Và nhất là về bản chất của pháp thiện hay pháp bất thiện. Hệ bản chất của bất thiện và thiện pháp là thiện, chứ không phải là vì cái nguyên nhân sau đó mà trước đây nó không phải là thiện pháp. Sư nói ví dụ như sau. Có những cái sự việc đó, thưa quý vị, nó xảy ra trong cuộc đời mà nếu như mình không hiểu á, người ta trách mình một cách vô cớ, không có được rõ ràng, chỉ vì mình chỉ là một phần tử trong cái sự liên hệ cùng trong một cái sự việc đó thôi. Nhưng mà người ta cũng có thể dựa vào đó để mà người ta trách mình. Chẳng hạn như mình làm việc ở đâu trong một cái hội chúng, trước kia cái người đó người ta giữ một cái vai trò quan trọng, sau này sự có mặt hiện diện của mình do bởi cái năng lực công việc mình đạt được một số những yếu tố gì đó mà khiến cho ông boss, người chủ thương mình, và từ cái sự lưu tâm đó chúng ta có được một vài những cái sự thăng tiến thuận lợi trong công việc, và như vậy cái cân nó sẽ bị lật ngược xuống lại đối với cái con người trước đây được xem như là được ưu ái trước đó. Nhưng mà cũng vì cái nguyên nhân đó nữa, cũng vì nguyên nhân đó, đôi lúc người ta cũng có thể trách móc rằng là người ta có thể đưa ra những cái lời lẽ là vì sự có mặt của cô hoặc là của ông làm tốt quá mà, ông làm tốt quá mà, ông sống với mọi người ở trong công ty này tốt quá mà, cho nên bây giờ biết là tôi mới bị như thế này đây. Và tôi trước kia tôi không có những cái tâm coi như là hãm hại, xấu xa, nhưng mà vì bởi có mặt của ông như vậy cho nên bây giờ con người tôi mới phải trở thành như thế này. Chúng ta đã từng gặp những cái cảnh này chưa không biết, chứ còn thật sự trên thực tế nó đã có những chuyện này xảy ra rồi thưa quý vị, nó có những chuyện này xảy ra rồi. Nếu mà xét lại á, người mà không hiểu á, người ta có thể nghi ngờ, người ta nói hình như là như vậy, và không biết rằng mình làm cái chuyện, cái sự có mặt của mình ở ở nơi này không biết như vậy là có đúng hay không ta. Đúng không? Chúng ta có thể nghi ngờ. Thì ở đây thưa quý vị, thật sự mà nói là mỗi cái pháp nó đều có cái lĩnh vực rạch ròi của nó. Không thể vì một người nào đó sống tốt rồi người ta làm đúng, sau đó cái sự hoán chuyển ở trong cuộc sống
nó tạo cái sự bất lợi cho người khác, rồi người khác người ta y cứ vào đó để người ta ganh ghét mình và cho rằng đó là cái điều đúng đắn, được phép bởi vì mình sống tốt, và đổ là cái lỗi là do mình sống tốt. Cái này nghe nó hơi vô lý, nhưng mà sự thật là nói đúng quý vị. À, đối với những người người ta hiểu, người ta có vững tin, thì người ta thường hay nói một câu là thôi ai nghĩ sao nghĩ, miễn sao mình sống, mình cảm thấy mình không có ác ý, mình không thẹn với lòng, là như vậy là tự bản thân mình hiểu là tốt. Lắm rồi. Nghi ngờ chính cái thiện pháp, cái sự nỗ lực đúng đắn mà mình đã từng có trước đó. Cho nên chính vì vậy, ngược lại cũng thế. Đôi lúc có những cái trường hợp, một cái ác ý, nhưng mà nó lại là một cái tiền đề cho một cái sự thành tựu của một người nào đó sau này. Chẳng hạn như người ta bị hãm hại, rồi sau đó do bởi cái nguyên nhân bị chà đạp đó, cái sự nỗ lực của họ bắt đầu nó sanh khởi, và từ đó họ vượt qua được những cái trở ngại, và sau này á, những cái thành tựu của họ đạt được thậm chí nó còn nhiều hơn trước đây. Y cứ vào đó, những người không hiểu, người ta có thể cho rằng là nếu như không nhờ có tôi ác ý, nếu như không nhờ có tôi coi như là hại người đó như vậy, thì làm sao người đó được đến ngày hôm nay. Mình nghe câu đó hình như có vẻ giống như dường như là hơi đúng đúc, dường như có vẻ nó đúng, nhưng mà thật ra không phải vậy đâu. Nó không phải vậy đâu. Anh ác ý là anh ác ý, còn cái chuyện thành công thành tựu á, tuy nó cũng là một phần ở trong cái bối cảnh quan hệ đó, nhưng mà cái sự thành tựu đó là cái chuyện của người ta. Còn cái chuyện anh làm ác không phải vì đó mà anh cho rằng là từ cái ác đó, đó là điều tốt đẹp, đó là điều thiện, đó là điều người khác người ta phải thank you mình, phải cảm ơn mình. Cái chuyện đó nó vô lý lắm. Cho nên chính vì thế mà điều đầu tiên mà sư muốn trình bày cho quý vị là nếu như mà mình không có, trước hết, việc trước hết mình phải hiểu rạch ròi và tin tưởng thiện là thiện, bất thiện là bất thiện. Mặc dù đôi lúc trong cuộc sống đó, cái mối tương quan nó tương tác qua lại giữa thiện và bất thiện, nó có thể làm tiền đề cho những pháp khác và ngược lại. Những pháp có vẻ dường như là đối lập và ngược lại, nhưng mà cũng không có vì đó mà chúng ta bị hoang mang, mất đi cái sự minh bạch rạch ròi về chân tướng của pháp. Đó là điều thứ nhất. Rồi, cho nên ở đây thưa quý vị, nếu mà nói rằng, quay trở lại cái sự việc, nếu mà nói rằng là do bởi Đức Thế Tôn Ngài cho xuất gia, rồi sau này coi như là Đề Bà Tạc Đa chia rẽ tăng đoàn, hoặc là hại Phật do bởi Đức Thế Tôn Ngài quá ưu thắng, hoặc là hai vị thượng thủ tinh tăng quá vượt trội, cho nên bởi vì như thế mà khiến cho Đề Bà Tạc Đa gạch trị, rồi quy hết cái tội cho Đức Phật và hai vị thượng thủ, thì chuyện này nó vô lý quá. Nó vô lý quá. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là hầu như ai cũng muốn cái kết quả nào đó nó đều là tốt nhất và không hề chứa đựng bất cứ một cái tì vết hay một cái sai sót nào trong đó. Điều này chắc chắn ai cũng muốn hết. Ai muốn cái gì cũng như là tàn hảo hết. Rồi. Nếu mà được như vậy thì tốt quá thưa quý vị. Nhưng mà có những lúc mình phải hiểu rằng bắt buộc chúng ta phải lựa chọn để mà chấp nhận một cái bất lợi nào đó vì cái mục đích đạt được một cái kết quả tốt hơn. Có những trường hợp phải như vậy. Hoặc là
đứng trước một cái bối cảnh đường nào cũng bất lợi hết, thì lúc bây giờ cái việc lựa chọn tốt nhất của mình là đưa ra một cái quyết định nào đó để chọn làm sao cho cái đau khổ, cái bất lợi nó đạt đến cái mức giảm thiểu tối đa. À, không biết nói như vậy chúng ta có hiểu hay không? Bởi vì thưa quý vị, đôi lúc con người mình luôn luôn mình sống với cái ảo giác là lúc nào mình cũng muốn hoàn hảo 100%. Điều này nó cũng có phải là không, nó cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là chúng ta có phải là lúc nào mình cũng may mắn được như vậy hay không? Không thưa quý vị. Cái sự toàn hảo 100% đó xảy ra ở trong sanh tử này nó không có nhiều đâu. Chẳng hạn sư nói ví dụ như thế này. Theo như trong kinh kể thì ngài Anuruddha thưa quý vị, cái quá trình sanh tử của ngài trong khi mà ở cái giai đoạn mà ngài gần thành tựu được quả vị giải thoát, thì trước đó khi mà ngài làm phàm phu, sanh thú của ngài chỉ luân chuyển ở hai sanh thú, đó là người và chư thiên. Mà nếu sanh vào cõi người thì lúc nào cũng thù thắng, chư thiên thì khỏi phải bàn. Và đến khi cái kiếp cuối của ngài thì ngài tái sanh vào vào dòng vua chúa, dòng vua chúa, và đời sống xuất gia của ngài rất là trơn tru tốt đẹp, không có phải bị những cái trở ngại gì đó về cái ác quả nhiều hoặc là về cuộc sống hết, và cuối cùng ngài niết bàn. Thì ai cũng muốn chuyện này thưa quý vị, nếu mà được như vậy thì quá tốt rồi. Còn trong khi có một số những vị khác đó thưa quý vị, cái hành trình sanh tử để đạt đến cái đích cuối cùng đó, cho dù đến cái kiếp cuối vẫn còn rất là chảy da chóc vẫy, chảy da chóc vẫy. Nhưng mà chúng ta có những cái trường hợp đó, khi đứng trước một cái sự lựa chọn thì lúc bây giờ mình phải biết chấp nhận một cái kết quả bất lợi nào đó để với mục đích đạt được cái lớn hơn, hoặc là đường nào cũng chết hết, đường nào cũng coi như là đau khổ hết, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đưa ra một cái phương hướng, một phương hướng làm cái cách nào để cho cái đau khổ nó được giảm thiểu đến cái mức tối đa, càng nhiều càng tốt. Điều này ở trong trường hợp của Đề Quá Đát Tá cũng vậy. Đức Thế Tôn ngài nhìn chúng sanh này, ngài biết rằng chúng sanh này thật ra nếu như xuất gia hay không xuất gia thì sanh thú cũng là địa ngục, chứ không có chạy đâu được. Bởi vì cái vận hành thì tâm thức của chúng sanh này nè, ở trong những kiếp mà có mặt với Đức Thế Tôn luôn luôn là có cái sự oan trái, không có chắc rằng là vào trong giáo pháp thì mới hại Phật đâu, mà nếu như mà là cư sĩ thì vị ấy vẫn có thể tạo những cái ác nghiệp khác, và thậm chí là vẫn có thể hại đến Đức Phật và chư tăng, chứ không phải là vì xuất gia mà mới như vậy. Mà không xuất gia ở trạng thái cư sĩ, người đó sẽ sống hiền thiện, không được gặp, không làm những điều ác, không có chắc chắn như vậy. Đây là chuyện thứ nhất. Và hơn nữa, trong quá khứ đối với Đề Quá Đát Tá và Đức Thế Tôn, vị ấy đã buộc oan trái với ngài trong một cái khoảng thời gian rất là dài, rất là dài. Nên kiếp này cho dù gặp hay không gặp cũng không có tránh khỏi, không có tránh khỏi. Chính vì thế mà thấy được cái điều đó đó thưa quý vị, lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài vẫn đưa ra cái quyết định để vị đó vào trong tăng đoàn.
với cái ý định rằng thôi thì cũng có được một cái khoảng khắc thời gian để cho vị đó tu hành, để vị đó tu tập. Và cái khoảng khắc thời gian nó giàu á, thời gian ban đầu á, thì ít nhiều vị đó cũng xa lìa được một số những cái ác nghiệp có thể xảy ra. Đây là cái trường hợp thứ hai chúng ta phải lưu tâm và nên nhớ, đó là mình đừng có, bây giờ mình đừng có ham muốn quá nhiều, ham muốn toàn mỹ 100%. Chúng ta phải biết chấp nhận. Đôi khi hiểu được như thế đó quý vị, trong cái cuộc sống của mình nó cũng nhẹ tâm. Chúng ta thường hay muốn mọi thứ nó đều theo đúng y như cái bản vẽ thiết kế của chính bản thân mình. Nhưng mà mình không có hiểu rằng một điều rằng là đâu phải chỉ có cái sự vận hành về nghiệp lực của chính mình, người khác người ta cũng có sự vận hành nghiệp lực của chính họ nữa chứ. Mình quên điều đó à. Đâu phải thế giới này chỉ có đúng mình đâu. Vì thế mà đôi lúc á, có những cái sự việc mà chúng ta phải biết chấp nhận, đón nhận những cái bất lợi nhỏ để đạt được cái lớn hơn. Hoặc là nếu như được lựa chọn trong một cái tình huống bất khả kháng, bắt buộc, thì mình phải lựa chọn một cái giải pháp nào đó nó ít thiệt hại nhất, ít thiệt hại nhất. Và trường hợp của Đức Thế Tôn cho Đề Bà Đa Xuất Gia là với cái ý đó, với cái ý đó. Bởi vì nếu như mà không có cái thời gian xuất gia đó thì cái ác nghiệp mà Đề Bà Đa Xuất Gia làm đó, nó còn kinh khủng hơn. Chứ không có phải là không cho xuất gia là vì đó không có làm nữa. Còn cho xuất gia rồi vì đó cũng tạo nghiệp, nhưng mà ít nhiều cũng có được một khoảng thời gian được trống trải, được trống vắng đối với ác bất thiện pháp. Đây là điều thứ hai. Thứ hai mình cần phải lưu ý. Chỉ điểm một số những cái vấn đề nguyên mơ mơ hằng màng đối với cái lập luận của ngoại đạo nói với pha vẫn không có căn cứ, hoặc là đối với chỉ phỉnh gạt được những trường hợp mà khi mà mình không có cái sự suy xét một cách thấu đáo, rốt ráo, phỉnh gạt được mấy người đó thôi chứ không gạt được ai. Đến trường hợp thứ ba quan trọng, cái việc thực hành giáo pháp của mình đó, nhất là bước đi được trên cái đạo lộ của giới định tuệ, so với thời lượng mà chúng ta trong vòng luân hồi đó, thì những khoảnh khắc, những giây phút mình bước đi trên con đường này nó không có được nhiều thời gian đâu thưa quý vị. Nó không có được nhiều thời gian. Bây giờ sư nói ví dụ trong kinh đó, Chánh Giác Tông có đề cập rằng đối với cái hạng Bồ Tát là vị Thinh Văn thì chỉ cần tu tập tích lũy ba la mật, thực hành phạm hạnh, tu tập về giới định tuệ trong khoảng thời gian là 100.000 quả địa cầu này thôi, 100.000 quả địa cầu này thôi. Thì bây giờ chúng ta so sánh thử coi, mình luân hồi không biết bao nhiêu là quả địa cầu, không biết bao nhiêu tỷ 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 quả địa cầu, mà cái khoảng thời gian mình chỉ cần bước đi trên cái con đường giới định tuệ này có 100.000 đại kiếp trái đất thôi, là coi như là khỏe rồi đó, coi như là khỏe. Cho nên chính vì thế mà ở những kiếp nào á mà chúng ta được gặp giáo pháp, được xuất gia, hoặc được nghe pháp, hoặc được biết đến cái đạo lộ của bậc thánh, đạo lộ của sự giải thoát là giới học, định học và tuệ học, thì những thời gian đó thưa quý vị, thà là chúng ta chịu đấm ăn xôi, thật sự là như vậy. Bởi vì tại sao? Bởi vì những cái khoảnh khắc đó đó nó gom góp từng chút từng chút từng chút từng chút, thì sẽ có một ngày mình được thoát khổ một cách hoàn toàn. Có ngày mình sẽ thoát khổ một cách hoàn toàn. Bằng chứng là nãy sư nêu về cái thời gian so với luân hồi, chúng ta không biết cái thời gian
lên xuống không biết bao nhiêu mà nói. Nhưng mà chỉ cần bước đi trên cái con đường của giới định tuệ này, có 100.000 đại kiếp quả địa cầu này thôi, là coi như là xong, xong, chấm dứt. Cho nên bởi lý do đó đó mà cái thời điểm mà Đề Bà Đạt Đa mà được xuất gia tu tập ở trong giáo pháp này, đó là một cái thời gian rất quý, và nó cũng là một phần thời lượng thực hành ba la mật của vị ấy để hướng đến trở thành một vị độc giác Phật sau này. Nếu nói như vậy là Đức Phật ngày cho Đề Bà Đạt Đa đó, chứ đâu phải là hại đâu. Nếu nói như vậy là Đức Phật ngày cho, vì cái thời lượng đó, nó tu rất là quý. Hơn nữa thưa quý vị, trong ba cái lĩnh vực là dục giới pháp, thiền định và đạo quả, thì hai cái pháp thiền định và đạo quả được xem như là thượng nhân pháp. Số lần mà chúng ta thành tựu được thiền định và tuệ minh sát ở trong trạng thái phàm phu thôi, chứ chưa nói đến thánh nhân. Thánh nhân thì miễn bàn rồi, không có bao nhiêu lần, không bao nhiêu lần, rất là hiếm. Cái số lần ở bốn đoạn xứ nè, ở trong bảy cõi dục nè, nó nhiều hơn cái thời lượng mà chúng ta ở cõi sắc giới và vô sắc giới rất nhiều, rất nhiều. Con số nó trên là rất rất cao. Chính vì thế mà đây là một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm, đó là Đức Phật này thấy được cái sự hiếm hoi của những thời khắc phạm hạnh, và chính những cái sự tích lũy tích góp từ từ đó, đó nó là những cái phần nhỏ để mà góp mặt cho sự thành tựu sau này. Sự thành tựu sau này được biết ngài Đề Bà Đạt Đa được xem như là cũng là một thành viên có cái sự thoát khổ, có sự giải thoát một cách chắc chắn đó, thưa quý vị. Bởi vì những ai mà đã được tuyên bố ra từ nơi lời nói của bậc chánh đẳng chánh giác là người đó sẽ nhất định, nhất định sẽ là như vậy. Và vị ấy đã tu tập trở thành một vị độc giác đó, phải trải qua một cái thời kỳ là hai tu tập hai A Tăng Kỳ, hai A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp quả địa cầu. Ý con số đó tôn giả Đề Bà Đạt Đa đã tu được cái con số chẵn rồi, tức là đã tu được hai A Tăng Kỳ, chỉ còn con số lẻ thôi, thì đó sẽ trở thành một vị Paccayacaputta, tức là vị độc giác Phật. Cho nên đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm, tức là so với sanh tử thì thời lượng mà chúng ta có được giới định tuệ hoặc là bước đi, được nghe, được biết, được thực hành, được sống ở trong giới định tuệ không nhiều, nhất là về định học và tuệ học không có nhiều đâu. Đôi lúc có những kiếp đó, trong Chá Tất Cá, thưa quý vị có từng đọc những cái bổn sanh truyện mà có những kiếp đó, mà chúng sanh không có giáo pháp xuất hiện trong thế gian, chỉ người nào mà chỉ cho chỉ cho Đức Bồ Tát thôi, hiểu rõ được như thế nào là cái pháp mà dẫn đến chư thiên thôi, hoặc là cách giữ giới thôi, là ngài có thể ngài dám đánh đổi cả cái ngai vàng của ngài, kinh khủng như vậy. Những lúc đó đâu có ai chỉ cho mình đâu, mình biết. Còn bây giờ trong cái thời điểm mà có bậc chánh giác mà, trời ơi, ngài chỉ vô quá những cái pháp toàn là giống như gọi là tuyệt kỹ của võ công. Tuyệt kỹ của võ công là sao? Có những cái loại võ công đó, thưa quý vị, chỉ cần luyện trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi mà cái kết quả của nó rất là kinh khủng, rất kinh khủng. Thì điều đó như thế nào? Thời điểm giáo pháp được xuất hiện, đó là một cái cơ hội cho những ai biết nắm bắt. Bởi vì trong thời điểm này là điều kiện rất tốt để cho chúng ta tích lũy ba la mật. Chúng ta tích lũy được ba la mật nhiều lắm, thưa quý vị. Và những cái thiện pháp mà mình làm theo cái sự hướng dẫn của giáo pháp đó, nó rất là thù thắng, nó mạnh hơn và nó vượt trội hơn, nó nhiều oai lực hơn. Đối với những thiện pháp mà không được soi sáng, không được chỉ bảo, không được khéo thực hành trong thời kỳ không có giáo pháp, nên quý vị thấy ông chư thiên á, mà sanh lên cõi trời có oai lực ít, có oai lực nhiều, nó cũng tùy vô cái thiện pháp.
Tại sao có những vị sanh lên cõi trời nhưng mà ít oai lực? Bởi vì những cái thiện pháp của họ được tạo ra trong thời kỳ không có bậc thánh nhân, không có giáo pháp. Trong khi có những vị chư thiên mới sanh lên cái rốt cái thôi là trời ơi, sao thục, quá thù thắng. Bởi vì những thiện pháp của họ tuy chỉ rất là ít ỏi thôi, nhưng mà được tạo vào trong một cái thời điểm gọi là vàng son của thiện pháp. Vàng son. Đó là như vậy đó. Rồi, cái điều quan trọng ở trong bài học hôm nay đó là Đức Phật này cho Đề Quá Đất Tá xuất gia là với ý để tạo điều kiện cho vị ấy thực hành pháp, nhất là đắc được thiền định và thần thông quý vị, trong cái thời gian đầu. Bởi vì cái khoảng thời gian này nó rất là quý đối với sanh tử, chứ không có phải là ngài cho đều Quá Đắc Tá xuất gia với cái ý định là hoan hỷ và chấp thuận với những ác nghiệp mà vị ấy sẽ tạo ở trong tăng chúng sau này, không hề với cái ý đó. Cho nên chúng ta phải phân biệt rạch ròi, đừng có vì lý do mà cái lòng tốt của Đức Phật mà từ đó sau này để Bà Đạt Đa làm những chuyện đó xong mà đổ lỗi là tại ông hết. Tất tự hủy hoại bản thân mình chứ không phải là do bậc đạo sư. Rồi đó là như vậy, sư xin chấm dứt ở đây, nó vừa phải lẽ rồi. Bởi vì nếu như nói nhiều quá mất công lối giờ lắm. Rồi, như vậy thì chúng ta xong rồi đó. Phần còn lại thì gửi mic lại cho lớp học năm mô mít này dạy. À, Nam Mô Bụt Thầy dạ. À, sa thú dạ con Nguyên Trang. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Hy Niệm rất là nhiều đã từ bi hoan hỷ dành thời gian đến với lớp học và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ. Dạ con kính thỉnh sư Hy Niệm chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Dạ con kính cung thỉnh sư. Phawantu sappa mangalang gakkhandu sappa devata sappa buddha ave nasara soti phawantu te phawantu sappa mangalang gakkhandu sappa devata sappa dhamma ave nasara soti phawantu te phawantu sappa mangalang gakkhandu sappa devata sappa sangha ave nasara soti phawantu te Sutiya janagata tu sutama idam phalam etas ratanatayasmin sambasada na cetaso. Sa thu lành thay. Akasattha chapumattha devanaga mahittika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu sa sanang akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no guru akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakhan Tunya tayo akasattha chapumattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tumani no akasattha chapumattha devanaga mahittika. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngụ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và con Nguyên Trang,
Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng chính kính tri ân sư Thanh Tâm, sư Huy Niệm đã đến với đạo tràng và giảng dạy bài học cho chúng con ngày hôm nay. Và một lần nữa con kính cảm ơn quý cô chú đạo hữu đã đến với đạo tràng, và kính mong quý cô chú trở lại room vào ngày mai vào lúc 8:30 tối giờ Hoa Thịnh Đốn. Dạ, sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính chúc quý sư, quý cô chú có một ngày an lành, một đêm an lành, sáu thời đều an lành. Dạ, room sẽ khép lại trong vòng giây phút nữa. Dạ, con tạm biệt đạo tràng. Dạ, con xin xuống mít ạ.